Trung Quốc đang hung hăng bành trướng ở Thái Bình Dương, nhưng Bắc Kinh là chỉ đang khiêu khích và dừng ở ngưỡng không để chiến tranh toàn diện nổ ra. Đó là một chiến thuật vùng xám cực kỳ khó chịu. Chiến thuật này đã mang lại thành công nhất định cho Bắc Kinh ở Biển Đông, và giờ đây họ đang muốn nhân rộng nó ra trên quy mô toàn cầu. Và đó là lý do vì sao nước Mỹ cần vũ khí phi sát thương để đối phó với chiến thuật đầy khó chịu này của Trung Quốc. Trung Quốc đã đang khai chiến với Mỹ và đồng minh. Dù rằng một cuộc chiến tranh nóng hãy còn chưa nổ ra, tên lửa của Trung Quốc và tàu sân bay Mỹ chưa chạm trán nhau. Nhưng từ năm 1999, hai đại tá của quân đội Trung Quốc đã viết một quyển sách về một loại hình chiến tranh hoàn toàn mới. Nó gọi là chiến tranh không giới hạn. Chiến tranh không giới hạn đang tấn công Hoa Kỳ một cách gián tiếp và thông qua những cách thức đa dạng. Không có con đường tấn công nào đủ gây ra hoặc kích động một cuộc đối lập quân sự trực tiếp. Có vô số hình thức tấn công, bao gồm những hình thức sau. Chiến tranh chính trị gây ảnh hưởng đến hệ thống chính trị nội bộ của các quốc gia khác, kể cả Hoa Kỳ, đồng thời cũng thành công trong việc truyền tải luận điệu trên toàn cầu để chủ nghĩa cộng sản được coi là xu thế của tương lai. Chiến tranh mạng gồm các cuộc tấn công vào các mạng lưới máy điện toán, cũng như các mạng lưới truyền thông và cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như lưới điện của Hoa Kỳ, sử dụng hoặc tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố chống lại Hoa Kỳ hoặc các lợi ích trên toàn cầu của Hoa Kỳ. Chiến tranh kinh tế, điều này bao gồm việc làm suy yếu hoặc chiếm đoạt nền kinh tế và thị trường tài chính của địch thủ để hỗ trợ sự tăng trưởng của Trung Quốc. Và chiến tranh chủ động là hoạt động khai triển lực lượng quân sự. Mục tiêu chiến lược của những kế hoạch này là làm suy yếu, gây nhầm lẫn và công phá địch thủ từ bên trong để đối phương gục ngã mà không cần đến đối đầu quân sự. Điều này có nghĩa là mục tiêu của chính quyền Trung Quốc không chỉ là quân đội, ngành công nghiệp, các trung tâm công nghệ của Mỹ, mà còn là toàn bộ dân chúng, tinh thần, hệ tư tưởng và bản sắc của nước này. Chiến lược chiến tranh không giới hạn của Trung Quốc là một phần trong chiến tranh vùng xám của họ. Chiến tranh vùng xám leo thang căng thẳng nhưng không gây ra chiến tranh thực sự, và không để dẫn tới những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cấm vận kinh tế hay các hình thức trừng phạt quốc tế khác. Như khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông rồi dùng chúng để tuyên bố chủ quyền, các nước khác bảo họ dừng tay nhưng không ai tuyên chiến. Và Trung Quốc cứ thế quân sự hóa những hòn đảo này. Và giờ đây, không ai có thể làm gì vì chúng ta đều không muốn chiến tranh. Trung tâm của chiến tranh vùng xám của Trung Quốc tại Biển Đông là lực lượng dân quân biển vũ trang nhân dân, tách biệt khỏi hải quân và hải cảnh. Dân quân biển được tổ chức từ dân thường, không phải binh lính làm việc trong ngành kinh tế biển. Họ làm những việc như tuần tra biên giới, giám sát, trinh sát, vận tải biển, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ bổ sung các hoạt động trong thời chiến. Họ bận rộn giúp Trung Quốc bảo vệ các đảo nhân tạo mà họ đã xây, thường là dưới vỏ bọc tàu cá. Dân quân biển Trung Quốc đã tham gia vào rất nhiều vụ đụng độ với các nước khác trong khi chính phủ Trung Quốc thản nhiên phủ nhận trách nhiệm. Những tàu này có thể đâm va tàu vào các nước khác hoặc dò thám, hoặc làm những việc mà các tàu cá bình thường không làm, nhưng họ sẽ không nổ súng. Và vì họ là dân thường nên Hoa Kỳ và các nước khác không thể nổ súng vào dân quân biển Trung Quốc. Vì những tàu này không có vũ trang, Hải quân Mỹ không thể đáp trả bằng quân đội mà không làm leo thang đáng kể tình trạng đối đầu. Theo đại tá thủy quân lục chiến Mỹ Wendell Lambert, đối thủ quay video những lần chạm trán với các lực lượng Mỹ, họ biết rằng người Mỹ bị giới hạn bởi công cụ họ có và hoặc sẽ không đáp trả sự hiếu chiến của họ, hoặc buộc phải đáp trả quá mức bằng vũ khí sát thương vốn sẽ làm leo thang căng thẳng. Đó là lý do đại tá Lambert lập luận rằng Hoa Kỳ cần tập trung vào việc tạo ra vũ khí phi sát thương. Mặc dù tất cả các phương thức chiến tranh không giới hạn đều quan trọng, nhưng Hoa Kỳ không nên đánh giá thấp chiến tranh chủ động cũng như tầm quan trọng của cuộc chiến này đối với chính quyền Trung Quốc. Điều quan trọng đối với người dân Hoa Kỳ là phải luôn ghi nhớ rằng quân đội Hoa Kỳ và quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã giao chiến với nhau trong chiến tranh Triều Tiên. Họ lại gián tiếp lặp lại điều đó trong chiến tranh Việt Nam. Như vậy là Trung Quốc đã chiến đấu với Hoa Kỳ kể cả khi nước này yếu thế hơn nhiều so với sức mạnh của Hoa Kỳ. Còn giờ đây, họ đang có một lực lượng quân sự đầy tham vọng, cạnh tranh trực tiếp với nước Mỹ vị thế bá chủ thế giới từ mặt biển, đất liền cho đến không gian. Làm sao nước Mỹ có thể chủ quan coi thường khả năng tấn công của Bắc Kinh đây? Trên thực tế, Trung Quốc đang đe dọa thế giới bằng chủ nghĩa bành trướng hiếu chiến và quân đội Mỹ đang phản ứng bằng cách chuẩn bị cho một cuộc chiến thông thường. Một điều mà quân Mỹ muốn tập trung vào là nâng cao tính sát thương của chiến thuật và vũ khí. Như xét việc Trung Quốc đang triển khai chiến tranh vùng xám khác thường,
Hoa Kỳ không thể kỳ vọng một cuộc chiến thuần túy như bình thường được. Hoa Kỳ nhận ra không thể nổ súng trước vào các lực lượng của Trung Quốc, nên không thể phản ứng khi bị khiêu khích. Thế nên Đại tá Thủy quân Lambert lập luận rằng hải quân cần nhiều vũ khí phi sát thương hơn và tốt hơn. Theo lời ông, Hoa Kỳ cần những lực lượng trung gian có thể cấp cho các chỉ huy hải quân thêm lựa chọn, ngoài hai giải pháp duy nhất là vũ lực sát thương hoặc không vũ lực. Như vậy, khi chế độ Trung Quốc lấn tới, Hoa Kỳ có thể phản công lập tức. Nói cách khác, Hoa Kỳ cần phải lấy lửa trị lửa. Nếu Trung Quốc chơi trò chiến tranh vùng xám, thì Hoa Kỳ cũng nên chơi theo. Nhưng quân đội Mỹ thiếu vũ khí phi sát thương. Hoa Kỳ nhận ra họ cần các vũ khí phi sát thương từ năm 1990 trong các chiến dịch ở Somalia, nơi xảy ra vụ rơi trực thăng Black Hawk. Kể từ năm 1996, quân đội Mỹ đã đưa ra chiến trường hơn 50 loại vũ khí, thiết bị và đạn dược phi sát thương ở những khu vực như Bosnia, Kosovo, Iraq và Afghanistan. Vũ khí phi sát thương của Mỹ thường được sử dụng để bảo an trước những đám đông dân thường, nhưng còn nhiều dạng vũ khí phi sát thương khác chứ không chỉ các biện pháp kiểm soát đám đông như đạn cao su, đạn vỏ đầu và bình xịt hơi cây. Hoa Kỳ cần vũ khí phi sát thương có thể giúp răn đe những đối thủ như Trung Quốc trên đại dương. Những thứ như loa tầm xa công suất lớn, các hệ thống phóng năng lượng vi sóng để vô hiệu hóa các thiết bị điện tử và động cơ. Hệ thống giải phóng năng lượng sóng mm khiến người cảm thấy nóng nhưng không tới mức bị đốt cháy. Laser không gây mù vĩnh viễn, lựu đạn gây choáng. Ngay cả chất nhận tổng hợp làm từ cá mút đá, vốn có thể rất hữu dụng để vô hiệu hóa các hệ thống dẫn động của tàu nhỏ. Đó là lý do Đại tá Lambert đang phụ trách chương trình vũ khí phi sát thương. Mục tiêu là cấp cho quân đội Mỹ thêm lựa chọn trong các tình huống khác nhau bằng việc phát triển vũ khí phi sát thương. So sánh với vũ khí sát thương, vũ khí trung gian có thể làm giảm nguy cơ bị vu là sử dụng vũ lực quá mức. Chúng cũng có thể là những biện pháp phi phá hoại để triệt tiêu lợi thế ra tay đầu tiên của kẻ địch. Cũng có thể tạo ra rắc rối cho kẻ địch khiến chúng hoặc phải rút lui hoặc phải chuyển hướng nguồn lực. Và tất nhiên, nếu họ chọn cách leo thang thì đấy là tại họ. Chiến tranh hiện đại thực sự đều nằm ở chỗ khiến đối phương nổ súng trước. Chúng ta đang thấy Mỹ sử dụng vũ khí phi sát thương ở một mức độ nhất định. Tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ sử dụng đạn phi sát thương, cũng như các lưới gây mắt chân vịt để chặn các tàu tốc độ cao và các đơn vị chiếm tàu của hải quân sử dụng vũ khí phi sát thương và sát thương khi lục soát các tàu khả nghi. Hay như hệ thống ngăn chặn chủ động ADS, dù rất mạnh và có tầm bắn khoảng 1 km nhưng lại là vũ khí không gây sát thương đã được quân đội Mỹ phát triển trong hơn 15 năm qua, và chưa bao giờ ứng dụng trên thực tế. Một cảm giác không thể nào chịu đựng nổi, một sức nóng đột ngột bao phủ toàn thân. Đó chính là tác dụng của tia điện từ cực mạnh phát ra từ một loại vũ khí phi sát thương khét tiếng của quân đội Mỹ. Bạn không nhìn, không nghe, không ngửi được gì hết nhưng bạn sẽ cảm thấy nó. Như vậy là để đối phó với một Trung Quốc đang vô cùng càn quấy, Mỹ khó có cách nào khác ngoài việc phải khiêu vũ cùng bầy sói, áp dụng chính những thủ thuật mà kẻ địch dùng. Dù sao đi nữa, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng rất thành thạo và tinh vi trong việc áp dụng những biến đòn âm hiểm. Liệu Hoa Kỳ có thể tìm ra được vũ khí bí mật thực sự chống lại chiến thuật vùng xám đầy khó chịu của Bắc Kinh? Quý vị hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để giúp chúng tôi làm sáng tỏ vấn đề này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.